Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món cá nục kho trong nồi instant pot. Thì mình kho cái cá này nó giống như là cá hộp như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ đi ướp cá ha. Ướp một muỗng chút tinh bao rồi muỗng đường miếng, chút hành cắt vô đây xíu ha, muỗng ba muỗng cà phê tia, muỗng một muỗng cà phê muối, sóc lên. Sóc lên cho nó thấm ha. Trong lúc chờ cá nó thấm mình đi cắt rau củ ha. Thì bây giờ là cà chua mình bỏ cái hộp đi. Mình bỏ nó ra. Bây giờ mình sẽ dùng cái option là sốt đi. Thì ăn vô đây. Hành gì đó. Như vậy mình mới mình chưa cho một chiếc cần thao nữa, chút xíu đường mình kho cá. Cái cà chua này không, nó cái màu không có đẹp đâu, mình cứ xài cái này thôi được hết. Cái hộp nhỏ này, hộp nhỏ 156ml này ha. Thêm dầu, cái sốt thêm này đi, mình bấm tắt nắp. Mình sẽ lấy cái này, mình sẽ lấy cái nắp mình đẩy, mình cầm cái nắp lên nhé. Mình đẩy lại, là thế là chữ close, là open, cái mũi tên như thế nào như đây là đóng này ha. Bây giờ mình thấy thấy này, cái siêu linh nè, lúc nào mình cũng nấu mà cái này nè, mình quặn ngay đây, cái siêu linh, mình quặn ngay chính giữa nè. Để cho cái e này nó đừng có chạy lên ha. Mình bấm cái chữ súp. Rồi mình cái giờ mình dùng cái option là more ha. 10 phút của cái more này, cái này là more nè. Súp 10 phút của cái nấu mạnh á. Nấu ít mạnh nè, mạnh thừa, bình thường trung bình là mạnh nhiều nè. Thì mình muốn chọn cái súp này nha, 10 phút của cái nấu nhiều nè, nấu cái mạnh nhiều nè ha. Thì vào 10 phút vậy là thôi. Rồi để 10 phút của mình sẽ quay lại. 10 phút xong rồi các bạn cứ để im như vậy để cho nó tự nguội hết rồi mình hẵng mở ra. Chứ mình mở ra sẽ tại vì mình còn sau 10 phút mà nó hết rồi thì trong cái nồi này nó vẫn còn cái nhiệt độ nóng, nó vẫn còn nấu nữa. Cho nên sau 10 phút khoảng để im như vậy. Rồi chút nữa mình sẽ quay lại. Bây giờ sau khi 10 phút thì nó đã kêu tim tim tim. Bấm chữ cancel. Xong rồi. Trong này mình đừng có mở nắp ra nha. Mình để vậy để trong hơi nóng vậy nó vẫn còn nấu nữa. Mình rút điện ra. Cái van màu đỏ này mà nó thụt xuống dưới á, lúc đó mình mở được, còn bây giờ nó đang lên trên mặt như vậy là mình không có mở được ha. Còn nếu như các bạn mà muốn mở liền đó là mình phải nhìn cái siêu này phải mở ra. Đó, bật qua bàn thì cái hơi nó sẽ lên. Hơi lên thì cái này, cái nút màu đỏ này thụt xuống thì lúc đó mình mở được. Nhưng mà thì mình bấm ít phút đó. Cho nên mình muốn dùng cái hơi nóng này để tự nó nấu thêm nữa. Mình rút điện ra, mình tiết kiệm điện á. Cho nên mình rút điện ra rồi nhưng mà mình vẫn để giữ im vậy. Thì cái hơi nóng này nó rất là nóng. Nấu thêm nữa, chờ 5-7 phút hay là khi nào bạn thấy cái này mà nó đi xuống dưới thì lỗ nó mở ra được rồi. Để mình chờ chút xíu là nó mở được, mình mở ra cho các bạn coi nha. Chờ thêm chút nữa. Mở ra nhìn nè. Wow, hết sảy chưa? Wow, hết sảy quá. Con nào con lấy nhìn nè, quá trời hết sảy rồi. Nhìn
ý nghĩa nha. Cá nó mềm, còn nó vừa ăn, có cái xương nó có mềm, xương nó cũng mềm cái cho như cá hộp, ngon. Thank you.